Xin chào mọi người, ngày hôm nay DIY Homnivore sẽ giới thiệu đến cho mọi người một bộ sưu tập than nhôm rút đơn cao cấp đến từ nhà DIY. Đầu tiên chúng ta sẽ có than nhôm rút đơn TLI-38S, tiếp theo là than nhôm rút đơn TLI-44S và than nhôm rút đơn TLI-50S, cuối cùng là than nhôm rút đơn TLI-60S. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến với các bạn là chiếc than nhôm rút đơn TLI-38S. Than có chiều cao tối đa lên cho mình là được 3m8, khi mà thu gọn về chỉ còn 81 cm, được sản xuất với chất liệu hợp kim nhôm cao cấp và có độ dày nhôm lên tới là 1.6mm, và như thế nên là than có cân nặng là 11,5 kg. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại than nhôm rút đơn TLI-44S. Than này có chiều cao tối đa lên cho mình được 4m4, khi mà thu gọn về chỉ còn 91 cm, cũng như cây than trước, được sản xuất từ hợp kim nhôm cao cấp và độ dày nhôm lên tới là 1.6mm, cuối cùng than có cân nặng là 13 kg. Tiếp theo chúng ta sẽ có than nhôm rút đơn TLI-50S. Than có chiều dài tối đa lên được 5m, khi mà thu gọn về chỉ còn 1m, cân nặng là 14 kg, và được sản xuất theo hợp kim nhôm cao cấp và độ dày nhôm lên tới 1.6mm. Và cuối cùng là anh cả trong nhà, than nhôm rút đơn TLI-60S có độ dài tối đa lên tới 6m, thu gọn về còn 1m15, cân nặng là 16 kg, và được sản xuất theo tiêu chuẩn hợp kim nhôm cao cấp với độ dày nhôm lên tới 1.6mm. Sản phẩm đang hướng tới đối tượng sử dụng là những người trong môi trường công nghiệp điện hoặc là những cá nhân có nhu cầu sử dụng những dòng sản phẩm hướng tới cao cấp. Để có thể đạt được tiêu chuẩn N131, cần phải đạt được những yếu tố sau. Than phải được thiết kế đảm bảo tính ổn định và an toàn trong quá trình sử dụng. Bậc than phải đủ chắc chắn và có độ bám tốt để người sử dụng không bị trượt. Than có khả năng chịu tải trọng tối thiểu theo quy định của tiêu chuẩn. Than phải trải qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt về độ bền, ổn định và khả năng chịu tải. Các thử nghiệm bao gồm kiểm tra tải trọng và tầm kiểm là khả năng chịu lực khi mở và đóng than, kiểm tra độ mòn của các bậc than. Than phải có nhãn mác rõ ràng, bao gồm các thông tin về nhà sản xuất, tải trọng tối đa và cảnh báo an toàn. Hướng dẫn sử dụng phải cung cấp đầy đủ thông tin về cách sử dụng than một cách an toàn, bao gồm các cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn và biện pháp phòng ngừa. N131 chia than thành các cấp độ sử dụng khác nhau, bao gồm than sử dụng trong gia đình và than sử dụng chuyên nghiệp. Nếu các bạn muốn biết thêm về sản phẩm hoặc là muốn sở hữu ngay em nó, có thể liên hệ ngay với DIY Home Depot để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng. DIY Home Depot biến tất cả những điều khó khăn của bạn trở nên dễ dàng hơn.